Chiều nay, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Có gần 19.000 lượt người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, tăng trên 12.000 lượt người. Thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra gần 1.500 vụ với trên 2.700 bị can, xét xử trên 6.500 vụ việc, tiến hành gần 300 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 80 tỷ đồng, trên 27.000 mét vuông đất. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chuyển biến tích cực theo đúng tinh thần của Ban chỉ đạo Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kỷ cương pháp luật, kỷ luật đảng được tăng cường, tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Có 28 vụ án tham nhũng tiêu cực cùng 80 bị can được khởi tố với tổng tài sản liên quan trên 100 tỷ đồng. Bổ sung 2 vụ án vào diện ban chỉ đạo theo dõi. Thu hồi trên 21 tỷ đồng tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng đối với gần 320 công chức, viên chức, gần 4.300 người thực hiện kê khai tài sản theo quy định. Tham gia góp ý trên 180 văn bản, rà soát thường xuyên 850 văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học và Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp của tỉnh Hưng Yên năm 2023 được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đấu tranh phòng chống quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định. Chỉ rõ 5 vấn đề đặc trưng nổi bật cần quan tâm để có phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, tệ nạn xã hội có nguy cơ gia tăng trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên đang đột phá phát triển nhanh kinh tế xã hội. Tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo cũng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, môi trường, việc thực hiện các chế độ chính sách. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn một số ách tắc cần xử lý, cần sự phối hợp hiệu quả hơn nữa. Công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật đảng cần quan tâm hơn nữa đến những lĩnh vực tiềm ẩn vi phạm. Một số vụ việc vi phạm chưa được kịp thời phát hiện, xử lý còn nề nang. Số lượng vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần tiếp tục quan tâm đến việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Cần tăng cường luân chuyển vị trí công tác và kiểm soát tài sản thu nhập theo đúng quy định của luật phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan công quyền để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhân dịp này, 9 tập thể và 8 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.